Vâng, Điện Mặt Trời Shop Solar xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác tấm pin năng lượng mặt trời cực kỳ đẹp luôn. Pin này là pin cấp A xịn sò, công suất là 445W pin 2 mặt kính. Với những anh em nào mà sành chơi pin năng lượng mặt trời thì có nhiều loại để cho anh em lựa chọn, nhưng mà với những bác mà thích chơi đẳng cấp thì các bác sẽ chơi những cái tấm pin mới. Còn bên em rất là đa dạng các loại pin từ 100 đến 545. Cái tấm 545 hiện nay đang hết rồi. Đấy, pin các bác nhìn xèo này, nét căng như ngọc trinh luôn. Đấy, đẹp dã man, hiệu suất chuyển đổi rất cao. Đấy, nhiều bác chơi năng lượng mặt trời lại các bác chỉ thích tấm pin mới thôi. Và đặc biệt là phải là pin cấp A. Pin này thì bên em đầy đủ COCQ để cho anh em sử dụng nha. Đấy, bây giờ em sẽ quay mặt sau để cho các bác xem. Hôm nay mượn một cái cửa hàng của bác Chiến để quay. Đây là cái mặt sau. Đấy, mặt sau nét căng luôn. Nhiều anh em thích chơi loại hai mặt kính, bởi vì là pin hai mặt kính thì cái công suất hoặc là cái hiệu suất chuyển đổi nó cao. Đấy, đây là cái hộp kỹ thuật này. Bây giờ anh em nhìn về cái thông số kỹ thuật nhá. Tấm pin này có công suất là 445W. Điện áp mà làm việc là 41,2V, công suất danh định là 10,8A. Điện áp hở mạch 49,4V và cái công suất danh định là 11,52A. Đấy, thì với cái tấm pin này thì hiện nay bên em đang bán là 3,2 triệu nhá. 3,2 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Pin mặt trời hiện nay có rất nhiều loại khác nhau. Ví dụ cùng công suất nhưng mà một số bác lại bán pin cấp B thì nó giá nó rẻ hơn. Tiền nào của đấy anh em nhá. Đấy, quay sát cái hộp thông số kỹ thuật, cái hộp kỹ thuật cho anh em xem. Pin đẹp nét căng luôn. Pin này là pin bọn em bóc hộp luôn, đập hộp, đầy đủ COCQ để cho anh em sử dụng nhá. Đấy, pin rất là đẹp. Các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo cho em trên màn hình. Các bác cần tư vấn gì thì nhắn tin Zalo cho em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.